Trang Nhi, Mai Liên. Xin trân trọng kính mời cô Vân, giám đốc công ty Hợp Thông Hiểu Pháp và thầy Đặng Minh Sự sẽ cùng lên sân khấu để trao giải dành cho tân quán quân và á quân của hạng mục tạo nên hình vật ngắn chỉnh là đẹp phương mặt và toàn thân vòng tay. Bằng tay, cùng về những sinh hoa số danh 412 Trần Thị Mai.